Vâng, em xin kính chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay em lên cho mọi người một cái video có về thêm được cái đèn pin các anh này. Đèn pin quân đội, máy bơm nước, quạt sò. Đó, rồi dao em còn vài con các anh này. Một thùng dao rừng hết sạch rồi. Còn vài con này. Đó, dao rừng này bén lắm các anh này. Anh nào về mài thử thì các anh dùng mà các anh thấy thép nó cực kỳ tốt đó. Rồi một số cái mặt hàng hôm nay em sẽ lên cho mọi người nhé. Mọi người đầu video cho giúp em một nút like và một nút đăng ký kênh nhé. Em xin cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ. Hôm nay có thêm cả những con quạt này nữa các anh này, hàng của Nhật. Các anh nhìn nó xịn sò. Đây em đã lắp cho nó hai công tắc đó. Rồi, con quạt này anh nào mà có nhu cầu thì các anh lấy nhá. Con quạt này ngon đấy. Quạt này chạy sướng lắm. Em đã điều tốc cho nó có hai tốc độ. Đó, một công tắc on off này. Hai tốc độ. Rồi, xíu em sẽ lên cho mọi người. À, hôm nay có mấy cái bộ linh tinh này nữa này. Hôm nay có một số mặt hàng đồ thanh lý Việt Nam giá cực kỳ ngon các anh nhé. Đó, các anh bộ bấm cốt của Đài Loan này. Đấy. Rồi em sẽ lên video, mọi người cho giúp em một nút like và một nút đăng ký kênh. Rồi, hôm nay em tháo một cái máy các anh nhé, em cho sát máy quay sang đây. Rồi, thì trong con này nó có những cái gì anh ơi? Có những con CB các anh này. Đấy, CB. Đó, CB. Rồi, toàn bộ con này là hàng Mỹ hết các anh nhé. Đó. Ở đây nó có những con biến áp các anh này. Biến áp cách ly vào 220 này. 230 này, 240. Đấy ra 208, 200, 120V và 0V. Đấy thì con này anh nào chơi những cái âm ly của Mỹ này. Cực kỳ ngon, âm ly của Mỹ chạy điện 120 các anh nhé. Đấy, hoặc đây nó sẽ có 120 và 210 mấy vôn. 210 mấy vôn thì gần 220V cách ly luôn. Đấy, con này cực kỳ ngon. Một con CP của Airpark Mexico này. Rồi, bây giờ em sẽ tháo ra em sẽ. Anh chờ em xíu nha. Rồi. Rồi, em sẽ quay cho các anh xem này. Rồi. Đây nó sẽ có một con CB này, hàng của Mỹ các anh nhé. Đó, CB của Mỹ vào 220 này, 230, 240 này. Đấy, ra 120V là điện chơi âm ly Mỹ này. Đấy, cái thứ nhất. Cái thứ hai là các anh có thể ra điện 210 mấy vôn cách ly suýt soát 220, chạy 220 coi như 220 luôn cách ly. Đấy, con này dây đồng cực kỳ to. Con này phải thấp nhất là phải tầm 600 đến 800 VA, 700-800W các anh chơi thoải mái rồi. Đấy, rồi đây có một con cách ly nữa này. Cách ly này vào 200, 208, 200. Nó ra 25V cách ly các anh. Đấy, rồi một con khởi slider này. Khởi chui nhiệt. Đấy, một con CB Airpad của Mỹ này. Con này sản xuất ở Mexico này. Đấy, bây giờ em sẽ tháo cho các anh xem nhé. Rồi. Con này thì khá ngon luôn các anh. Nó đựng trong một cái hộp như này. Đấy, ngoài ra ở bên này nó có hai chiếc ổ cắm Hubel các anh. Hai cái ổ cắm Hubel ở mặt sau. Đây này. Trong này này các này, ổ cắm Hubel này. Đấy, thôi rồi tí em sẽ tháo nhé. Em tháo ra cho em sẽ tháo hết dây dợ ra để các anh xem. Rồi. Rồi các anh chờ em chút nhá. Vâng. Nay thì em mới có thời gian em lên cái lô tụ dầu này các anh nhé. Thì cái lô tụ dầu thì em nhiều đấy, em khá nhiều tụ dầu các anh. Trong kho em mà lục ra bây giờ cũng rất nhiều, nhưng mà em soạn ra một ít trước đi để em lên cho các anh, tại thấy nhiều anh cũng hỏi tụi em tụ dầu đó. Thì hôm nay lô tụ này 100% là tụ Mỹ các anh, Mỹ và Thụy Sĩ rồi, không có tụ gì khác, toàn bộ là Mỹ hết.
sao nó mờ mờ ta. Nó hơi mờ mờ ta. Rồi, để em lấy cái máy quay ra nhé. Toàn bộ là tụ Mỹ hết cả nhé. Cho nó thấp thấp ra đây xem. Rồi, đó. Đây, các anh có thể nhìn nhé. Made in the USA. Đó. Đó. Toàn bộ là tụ dầu Mỹ hết, made in USA này. Một UF này, chân giữa này, tụ này, con tụ này ngon này. Vừa 1 UF và 1,34 UF được luôn. Đó. Có nghĩa là lô này của em chủ yếu là tụ Mỹ thôi. Đó. Made in USA này, đó. Rồi. À, đây thì con này cũng tụ Mỹ luôn các anh nhé. Con này thì sản xuất ở Mexico. Đấy, rồi, em lên cho các anh đầu tiên này. Con này luôn. Con này luôn các anh nhé. Con này là 30 UF này. Đấy, hàng đẹp, không cấn móp bất kể gì, con tụ này to các anh nhé. Nó to bằng nắm tay này. Nó cao chừng 15 cm gì đấy. Đấy, con này 120k. 120k trên một cái mã số 1 các anh nhé. Đẹp không cấn móp bất kể một cái gì. Đẹp long lanh luôn. Vỏ nhôm tụ Mỹ sản xuất ở Mexico. Mã số 1. Mã số 1 các anh nhé. Rồi. Tiếp theo 30 UF này. 30 UF nhưng mà nó bị móp. Thì có 50k một con. Cũng cái con đấy nhưng mà nó bị móp. Thì 50k các anh nhé. Đấy. Sản xuất ở Mexico. Mexico đẹp long lanh. Chỉ những con móp thì em bán giá rẻ. Đó. Rồi tiếp theo các anh này, 60 UF đấy, con này đẹp long lanh luôn, cứ con nào giá 120 là đẹp các anh nhé, không cấn móp gì. Con móp 60 UF em cũng có 50. Đây em lên cho anh mã số 2 này, 60 UF 120k một cái các anh nhé. Tụ dầu, toàn bộ lô này của em là tụ dầu hết nhé. Mexico. Rồi. Tiếp theo em lên cho các anh con tụ này. Tụ này là tụ của Thụy Sĩ các anh nhé. Con GS này hình như là nó tụ Đức đấy. Nhưng mà em con này sản xuất ở cái em tháo ở cái máy ra nó Thụy Sĩ. Mã số 4 này. 180 ngàn các anh nhé. Con này thì nhỏ. Con này chuyên âm thanh luôn nhưng mà nó lại dài. Nó cao khoảng 18 19 cm gì đấy. 16 UF các anh nhé. Hàng Thụy Sĩ tụ dầu chuyên âm thanh. 180 ngàn một con này. Đó. Tiếp theo em lên cho các anh một cặp tụ dầu Mỹ. Đó. Cặp tụ dầu Mỹ made in USA các anh nhé. Tụ dầu đó. 230 ngàn trên một con, mã số 6. 15 UF các anh nhé. Này em có một cặp. Đó, một cặp tụ dầu Mỹ các anh nhé. Con tụ này là Amrap gì đây. Rồi. Tiếp theo em có con này 6 UF 100k. À 8 UF, 8 UF các anh nhé. Mã số 3 100k. Thì con này vỏ nó hơi xấu một chút. Nó không được đẹp lắm. Nhưng mà nó cũng không móp gì cả, cấn nhẹ 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 100k. Tiếp theo em có cặp này. Cặp này là made in the USA. Đấy. Con này thì 1 UF cộng với 0,34 UF. Đấy, con này 2600V. Con này quá xịn luôn các anh, 220k một con các anh nhé. Nó có thể là 1 UF hoặc là 1,34 UF. Đấy. Bên này là 1 UF này, nếu chân này chân trung rồi. Các anh cắm sang chân này thì 1 UF, cắm sang chân này là 0,34 UF. Đấy, con này ngon. Dầu Mỹ mới keng, 220 ngàn một con. Tiếp theo em có cặp này nữa. Cặp này thì vỏ nó hơi sét. Cũng hàng USA luôn.
Tụ Erevon gì đấy. 6 UF, con này 6 UF, mã số 7 nhé. Mã số 7 các anh, 220k trên một con. Trên một con các anh. Đó, đây em có một cặp. Ngoài ra em có mấy cái tụ nhỏ nhỏ này. Tụ này thì tụ dầu luôn nhưng của thằng gì? À, ROE, hàng của Đức các anh nhé. 0,5 này. Con này cũng 220 các anh nhé, 200k đi. Anh nào làm phân tần thì các anh lấy. Và một con này là hàng 4,5 UF. Đó. Con này thì 100k đi. Rồi. Tụ dầu hết các anh nhé. Tụ dầu, tụ dầu. Đấy, ngoài ra em có con Macom này. Con này thì nó chỉ bị móp nhẹ ở đây thôi. Con này bán rẻ cho các anh luôn, 100k. Mà con đấy, mấy con không có mã này em không lên nhé. Rồi, vậy là xong lô tụ dầu các anh nhé. Rồi, bộ bấm cốt thủy lực, hàng của Đài Loan các anh này. Đấy. Thì con này nó có rất nhiều các cỡ cốt này. Đấy, từ to tới nhỏ, cốt maximum là 120 này. Đấy, con này là hàng xài lướt rồi các anh nhé. Hàng Đài Loan nhưng mà còn mới lắm, các anh nhìn này. Còn mới keng xà beng luôn á. Nói chung hàng em đã bán cho các anh thì toàn hàng thửa tuyển chọn. Mấy cái hàng bèo bèo em cũng không bán, ít nhất phải là hàng Đài Loan. Anh thấy hàng Trung Quốc em đâu có bán đâu. Một bộ này Trung Quốc các anh mua khoảng 1 triệu hoặc đến 1 triệu 2 nhé. Con này hàng hàng Đài Loan này các anh này. Đấy. Con này nó dùng rồi nhưng mà nó xài lướt hàng bãi về. Trăm cốt 120 là maximum. Đây nó có các cái cốt để thay. Đấy nè. 3, 5, 50, 70, 95, 120. Đấy rồi. Đây em bơm thử cho các anh này. Này các anh nhìn này. Đây là kịch kim này. Rồi bắt đầu bơm này. Anh thấy vừa rồi nó ở dưới, nó còn hở, bây giờ nó kịch lên rồi này. Đấy, nó kịch lên rồi. Đấy, bây giờ canh muốn xả ấy, thì canh xả ben ra, canh xả ở đây thì nó tụt cái tin này nó sẽ tụt xuống nhá. Này. Đó, xì dầu, nó xả dầu ra. Rồi. Cái này hàng Đài Loan, cái này canh mua mới nó khoảng 1 triệu 3 gì đấy. Nên em bán được canh giá một nửa luôn. 620k. Bộ cốt bấm cốt thủy lực này các anh nhé. Hàng của Đài Loan 620k. Rồi. Các anh lên mã cho em nhé. Tiếp theo em có hai cái tủ điện các anh này. Tủ này tủ nhựa này. Tủ này tủ thép này, hàng Sino các anh nhé. Đây là hàng thanh lý Việt Nam. Đấy các anh, cái này mua ở ngoài tiệm điện nước có rất nhiều này. Đấy thì mấy cái hàng này em bán giá rẻ thôi. Rẻ để các anh dùng. Đó. Hộp điện nhỏ này các anh nhé. Nó chứa được này 24 cái CB tép. Đó. 90 ngàn. Hộp điện Sino nhỏ 90. Đấy còn cái hộp này là hộp hộp điện lớn các anh này. Cái hộp này là cái hộp Sino lớn này. Đây, em lấy ra cho các anh xem. Đây, nó như này. Hộp sắt các anh nhé. Đấy. Cái này nó chứa được khá nhiều à. Nói chung nó phải tầm chục chục cái CB tép. Hoặc là 7-8 cái CB đôi. Đấy, cái này thì em bán giá cho các anh 150 ngàn. Nhiều anh sẽ hỏi là ủa cái này giá bao nhiêu bán 150 ngàn. Em nói luôn. Cái này các anh mua ngoài tiệm điện bây giờ khoảng 250 ngàn. Đấy. Cái này các anh mua thì khoảng 150. Đấy, em bán thanh lý cho các anh giá rẻ. Đấy, còn em thì em không chuyên mấy đồ Việt Nam và mấy đồ Trung Quốc em không bán. Các anh thấy không? Nhiều anh cứ bảo là bán giá cao với giá thấp. Các anh mua đồ Trung Quốc thì nó chỉ có giá rẻ thôi. Đây. Đấy. Các anh cứ ra ngoài tiệm điện các anh hỏi cái hộp điện Sino này này. Đấy, xem là cái hộp này bao nhiêu tiền và em bán giá bao nhiêu. Đấy, em bán giá rất rẻ nhưng nhiều anh không hiểu, các anh toàn hỏi đồ hàng hiệu không à. Đồ hàng hiệu thì đương nhiên là giá nó phải cao rồi. Đấy. Cái này hộp này 150k các anh nhé. Đây, tiếp theo này. Em lên cho các anh cái bộ này này. Bộ này là bộ bấm cốt thủy lực, hàng của Đài Loan các anh nhé. Rồi tiếp theo em lên cho các anh là một cái tủ điện các anh nhé.
Đấy, cái này là tủ cũng tháo chạm viễn thông này. Đấy, tủ to. Nguy hiểm, điện 38 có 3 đèn báo 3 pha này. Con này kích thước là 60 x 80, chiều dày là 20 cm các anh nhé. Chiều dày này là 20 cm này. Chiều này 60 này, chiều này 80 này, tủ to. Đấy, giá em bán là 220k. Tủ xài rồi các anh nhé. Đấy nhưng mà còn khá ok luôn. Nó có một con CB tổng to ở đây này. Về hoặc là các anh độ chế, các anh muốn bắt cái gì các anh bắt. 220 ngàn. Đấy thì nó có mấy cái này nó hơi sức nhẹ này. Hơi bị tróc sơn. Đấy, thì cái này nói chung tủ Việt Nam này các anh mua mới nó khoảng 800 ngàn gì đấy. Đây em bán hàng cũ 220k. Anh nào có nhu cầu lắp cho kho xưởng hay cái gì đấy thì các anh lấy cái này nhé. Rồi tiếp theo em lên cho các anh là một cái hộp điện các anh này. Đấy cái tủ điện các anh nhé. Kích thước của nó là 30 x 45. Chiều này là 45 cm này. Chiều này là 30 cm này. Chiều dày này là 15 cm. Còn sẵn dây điện cái này hàng tháo tủ viễn thông các anh nhé. Đấy 420 ngàn. Thế trong 420 ngàn này nó có cái gì? Đây. Nó có nguyên một dàn CB đây rồi. Một con 63 A này. Đấy, một con 40, một con 40, một con 20, 20. Một dàn CB tép. Anh nào mua cái này quá lợi luôn. Hàng LS là hàng của Hàn Quốc cũng khá ngon các anh nhá, chứ không phải hàng vớ vẩn đâu. LS. Bình thường các anh chỉ dùng hàng silo thôi. Đấy, đây là nó điều khiển máy lạnh cái gì đây này. AC men BTS bao gì. Hàng tháo ở trạm viễn thông các anh nhá. Đấy. Thì đấy, có nguyên cầu đấu nối CB dây điện người ta đi hết rồi. Các anh về chỉ việc dùng thôi. Đấy. Để nguyên cầu nối dây này cho các anh quá lời luôn. Đấy các anh thấy không? Các đồ bình thường em bán cho các anh đúng như giá ve chai luôn. Đảm bảo cái tủ này các anh không mua được đâu với giá này luôn. Đó. Nhưng nó không phải là hàng hiệu. Đấy. Hàng này dùng rất ok. Đấy, 420k cả một cái tủ điện như này. Em đố các anh lắp được một cái tủ này 420 ngàn đấy. Rồi em chỉ có một chiếc duy nhất thôi các anh nhé. Một chiếc duy nhất. Rồi. Rồi. Tiếp theo em lên cho các anh là một con quạt sò các anh này. Đấy, con quạt sò này quạt của Mỹ các anh nhé. Hàng của USA này. Các anh có thấy không? Hàng của USA này. Đấy, con này cực kỳ ngon, vỏ inox các anh nhé. Em tháo từ cái đầu của cái máy laser ra. Nó chạy khủng khiếp lắm. Đấy, con này thì nó chạy tốc khá cao luôn. Đấy, 1 phần 4 HP. Con này 200W. Đó, chạy điện 230V của Việt Nam mình luôn các anh nhé. Đấy. Hoặc là chạy được 480 luôn. Nói chung là con này em sẽ chỉ các anh chạy điện 220. Nó là mặc định nó là 220. Đấy, thì mặt này nó hút vào đây cái nhân hút gió ở đây, nó đẩy ra đây. Ừ, thì vỏ này toàn bộ là bằng inox 304. Con này trước đây em có bán một con rồi. Con này giá 900 ngàn các anh nhé. 900k. Rồi. Các anh thấy cái motor của Mỹ không? Quay một phát mà bây giờ nó còn chạy kìa. Quay rất nhẹ thôi. Các cái đồ của nước ngoài ấy, mấy cái bạc đạn của nó ngon lắm. Đấy. Thì nó có hai cái chân ở đây này. Đó. Con này 900 ngàn các anh nhé. 900k. Riêng cái vỏ inox là các anh mua nó đã giá trị rồi. Rồi. Các anh lên mã cho em nhé. Rồi em lên cho các anh con quạt sò DC. Đấy con này thì nó không có tem anh ạ. Tháo máy ra thì nhưng mà nó không có tem là nó của nước nào, nhưng con này hình như là của Đài Loan. Đấy, ngon các anh nhé, mới chát. Cái này nó hơi bị khô dầu, được các anh về tra dầu vào. Đấy, em bán cho các anh giá cực kỳ rẻ luôn. Con này hút thổi thoải mái, chạy điện DC 24V các anh nhé. To này, nặng này, đấy, củ nó to lắm. 250k, đấy. Cứ dây đỏ là dương, dây đen là âm. Đấy, các anh về các anh chạy. Cái này cũng có một con duy nhất này. Con nào mà có một con duy nhất là em nói luôn các anh nhé. Để có khách chốt rồi thì các anh không 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 cần phải hỏi. Con này nó hai tầng cánh các anh nhé. Đây. Lấy gió ở dưới này một tầng, đây một tầng. Con này chạy mạnh lắm. Con này em đảm bảo với các anh chạy hút thổi thoải mái luôn. Vỏ nhựa ABS các anh nhé. Nhựa này khá bền. Rồi, các anh lên mã xem. Rồi tiếp theo em về thêm được hai con bơm này các anh nhé. Bơm này là bơm Penta của Ý nhé các anh nhé. Đây nó có tem ở đây nhưng mà nó bị lâu ngày nó bị bong rồi. Con này hàng lưu kho chưa sử dụng. Còn nguyên các anh nhé, chưa sử dụng, chưa sử dụng. Em đảm bảo với các anh là chưa sử dụng. Đấy. Thì con này như thế này. Em sẽ báo giá luôn cho các anh luôn. Nó mất tem rồi các anh nhé.
Đấy, anh nào theo dõi kênh của em là các anh sẽ thấy cái lô trước của em ấy, nó y chang như vậy, nó còn tem, còn cái con này về nó mất tem rồi. Bơm nước Penta của Ý. Con này là bơm đa tầng cánh các anh nhé. Đấy, một nó đa tầng cánh ở đây, một tầng cánh đây, một tầng cánh đây, một tầng cánh. Thì con đa tầng cánh này nó đẩy sẽ rất khỏe. Nó đẩy khỏe. Đấy. Bơm Penta của Ý. Đấy, nếu là các anh này, con này chạy được hai loại điện. Nếu các anh mà lấy loại 220V ấy thì sẽ đi kèm với một con biến tần như này. Đấy, đi một bộ nó sẽ đi kèm với một con biến tần như này. Con biến tần khác các anh nhé, không phải con biến tần này, con biến tần nó đi nó chạy được cái con này. Con Xilinh của Ý, à của Taiwan đấy. Còn con bơm này là bơm Penta của Ý. Nếu các anh chạy điện 220V ấy, thì là giá 2 triệu đồng em cài đặt sẵn biến tần về các anh chỉ chạy thôi. Có biến tần thì nó tiện cái là các anh có thể điều tốc. Có thể đây. Con này các anh này. Đấy thì các anh nó có cái núm vặn tăng giảm chạy nhanh chạy chậm ở đây. Các anh chạy lên. Đó. Con này con biến tần này là con Siemens hàng của Đức thì nó đắt hơn các anh nhé. Còn có em chỉ bán giá 2 triệu là đi kèm với một con biến tần một ngựa. Đấy, chạy thoải mái con bơm này luôn. Đấy. Là các anh chạy điện 220V thì phải kèm một con biến tần. Còn nếu mặc định các anh nào mà chạy điện 380V ấy, con này mặc định nó đang chạy 380 này thì là 1 triệu 7. Đấy, các anh chuyển khoản thì em sẽ bao ship. Đó. Rồi, bảo hành 6 tháng. Con này nó chỉ bị dơ cái này cái là lâu ngày nó nước mưa nó sét rồi các anh. Còn nó là chưa sử dụng đấy, ví dụ như con này nó mới toanh này. Chưa sử dụng các anh nhé. Đó. Rồi, em còn hai con bơm nước duy nhất, anh nào lấy thì nhắn tin em. Tiếp theo em lên cho mọi người là một bộ lã ống đồng các anh nhé. Lã ống đồng hay gọi là loe ống đồng đấy. Bộ này của Valu. Đó. Valu là một thương hiệu nổi tiếng của Trung Quốc. Con này thì thật ra là nó là dòng cao cấp đấy cả. Một bộ này các anh mua ngoài thị trường 600 ngàn nhé. Đó. Em bán cho các anh 450k này. Và em đã bao ship rồi. Đó. Hàng mới 100% chưa sử dụng. Đây là hàng thanh lý Việt Nam các anh nhé. Đó, mới 100% chưa sử dụng. Anh nào làm điện lạnh thì các anh lấy bộ này nhé. Đó, đây. Hàng cực kỳ ngon. Bộ này là lã lệch tâm, loe lệch tâm các anh nhé. Bộ loe lệch tâm này thì nó sẽ nhẹ. Lúc canh vặn nó sẽ nhẹ. Đây. Cái ống đồng của máy lạnh các anh này. Khi canh lấy ra thì canh nó sẽ loe như này. Đó. Đây nó có hướng dẫn hết. Anh cứ tìm hiểu thử nhé. Bộ này anh nào làm máy lạnh thì canh lấy bộ này ngon. Quá hời. Rồi. Rồi, tiếp theo em lên cho canh là mấy cái van nước canh nhé. Thì mấy cái van nước này em còn sót vài cái canh này. Cả một cái van nước to như này. 20 cm. To cả nắm tay luôn. Cái này các anh bắt buộc phải bắt rắc co nhé. Hàng tháo máy công nghiệp. Thì con này là hàng Enson này, hàng ngon luôn các anh. Trước đây em đã bán rồi, nhựa PVC này. Đấy, thì hàng công nghiệp này. Hàng này dùng sướng lắm các anh ơi. Đấy, cái này các anh làm cái van cổng, van tổng nước của nhà hay cấp cho cái gì đấy thì em khẳng định với các anh ấy. Các anh dùng chục năm chưa hư đâu. Áp của nó chịu tối đa là 10 kg các anh nhé. Áp của nó là 10 kg nước. Nó áp 10 kg. Trơn tru lắm. Hàng của Nhật thì miễn bàn đi các anh. Rồi. Em còn vài chiếc thôi, bán nốt cho các anh này. Con này hôm trước 380, nay còn 2 3 chiếc nữa em bán cho các anh 370 luôn. Phi 60 các anh nhé, và nước 60. 370 ngàn một cái. Đó. Tiếp theo là van 34. Van 34 em còn vài cái này. Nói chung nó còn mấy cái thôi các anh. Van 34 này. Đây các anh có thể nhìn này. Các anh đóng lên đóng xuống thì nó sẽ ở đây. Hết cữ nó cứng nha các anh. Còn bình thường các anh vặn nó nhẹ lắm. Đấy, rồi, van nước 34 200k. Van này van 21 các anh này. Van này là van 21. Con này mà các anh làm van nước tổng cho gia đình thì hết chê. Rồi. Van 21 thì 150k các anh nhé. Đó. Van này thì inox, ốc tán là inox hết. Đó.
Inox 304 luôn các anh nhé, không hít. Đó. Rồi, van 21 150k một cái. Rồi, các anh lên mã cho em nhé. Ngoài ra thì có mấy cái van nước này này. Van này là van 27 này. DN25 là 27 này. Đây là van 16 này. Đây là van van 21. Đó. Thì mấy cái này, đây còn nguyên chữ của chữ Nhật canh này. Đấy, mở open hay đóng mở gì vậy. Ngon lắm. Hàng công nghiệp. Đấy, nó chịu áp tối đa là 10 kg canh. 10 kg lận. Mà áp nước bình thường, áp nước gia đình 2-3 kg là nhiều. Con này hàng công nghiệp nó chịu tải, nó chịu áp cao 10 kg. Thì mấy cái này anh nào mà lấy thì các anh liên hệ nhé. Cái này em có nhiêu đây? Đó, em có một thùng đó. Còn lại một ít. Thì ba cái van nước kiểu này các anh này, em cứ bán cho các anh là mấy hai cái loại nhỏ này thì 60, cái to này thì 80 các anh nhé. Đó. Các anh mua mấy cái van của Bình Minh bây giờ cũng 40 rồi, nhưng mà không bao giờ chịu áp được 10 kg đâu. Mấy thằng này van bi cầu các anh nhé. Đó. Van bi cầu. Rồi. Anh lên mã cho em nhé. Rồi, tiếp theo em lên cho các anh là một cây quạt của Nhật các anh nhé. Inox của Nhật, nhôm của Nhật. Con quạt này siêu VIP các anh. Em khẳng định với các anh con quạt này các anh mua ở ngoài là hơi bị khó mua. Đấy, bản thân của nó là cái này các anh này. Đây, bản thân của nó là quạt đây, quạt của Nhật đây. Đó, nó là quạt của Nhật. Đấy, anh nào mà mua cái này này, về các anh mua thêm đồ của em. Các anh ấy thì 700k. Quạt này vuông. Con này là 18 x 18 nhé các anh nhé. 18 cm, 18 cm nhân 18 cm. Đấy. Đây, con này, con quạt này của Nhật. Dòng quạt này siêu hiếm luôn các anh. Nó dày. Con này nó dày 15 16 ly, 15 16 cm nhé. Thế nhôm này nó dày 5 ly. Đấy. Thì con quạt này của Nhật là nó là dòng VIP nhất trong các quạt. Nó nặng mấy ký đấy. Đấy thì con này bản thân này các anh này, nó là quạt Orit motor gì hàng của Nhật các anh nhé. Đấy. Con này trên máy laser xịn lắm. Thì bản thân nó là như này. Đấy, anh nào mà lấy thì em để này, 700k một con này. Con này em bán 700 là hơi bị rẻ luôn. Em nói thật. Các chỗ khác anh mua phải chừng con này phải chừng 900 đến 1 triệu. Đấy. Rồi, tiếp theo các anh này. Con này 700. Anh nào mà lấy con này thì em để cho các anh giá là 950 ngàn. Đấy. Anh nào muốn đặt thì chỉ có một con này chỉ có một con. Đấy. Thì bây giờ con này nó như nào? Con này với con này là một này. Đấy, nhưng mà em đã lắp cho nó một cái lưới inox này. Đấy. Lắp cho nó một con tụ để chuyển số này. Con này là để tụ đề này. Đấy. Thì nó gồm công tắc on off các anh nhé. Đấy, đây. Quay cho các anh này. Quạt này siêu đẹp luôn. Con này có anh quạt mát hoặc là để ở bàn, anh nào làm điện tử ấy, muốn quạt hay là thổi khí hàn đi ấy, thì các anh lấy con này. Thì đây, cấu tạo của nó như nào, em đã lắp cho nó hai công tắc đuôi chuột, đây là một on một off này, cắm điện dây điện, có dây điện các anh nhé, cắm điện vào, đây là on off này, đây công tắc ba nấc, số trên là mạnh, bật về giữa là off, bật xuống dưới là số nhẹ. Rồi bây giờ em sẽ cắm điện em chạy thử cho các anh. Quạt Nhật con này em bao các anh dùng 5 năm đến 10 năm. Đó, em bao luôn. Rồi em cắm thử cho các anh xem. Rồi, con này qua bàn tay phù thủy của em thì nó đã biến đổi các anh ạ. Đấy, biến đổi, em lắp cho nó một cái lưới inox này. Đấy, công tắc này. Đuôi chuột. Rồi, em đã cắm điện 220 các anh nhé. Chạy điện 220V. Zin của nó là chạy điện 220 luôn. Đấy, nhưng mà nó bây giờ em sẽ bật công tắc lên này. Bật công tắc này. Rồi bật công tắc lên. Mặc định cái quạt này nó chạy tốc cao các anh nhé. Đấy, nó chạy tốc cao này. Gió vi vu. Tốc cao thì nó có tiếng gió nhiều. Nó kêu. Thì cái này ví dụ các lúc nào các anh cần mạnh ấy thì các anh bật lên. Không thì các anh tắt đi, bật về giữa là tắt. Bật lên trên là số mạnh này.
bật về giữa tắt này. Còn để canh quạt mát bình thường ấy, vừa rồi các anh nghe thấy tiếng không? Bây giờ em bật quạt quạt mát bình thường này chạy cực kỳ êm luôn. Đấy, bây giờ là quạt mát bình thường các anh nhé. Đấy, quạt mát bình thường nó chỉ như này thôi. Gió nhiều các anh nhé. Đây các anh nhìn gió nó thổi tay em này. Đó. Quạt mát bình thường thì nó rất êm. Đấy, gió vừa phải. Đây em đã làm cho nó một con số qua một cái con tụ cản dòng đây đây rồi. Anh không thích thì các anh tắt đi. Đấy, quạt gió mát bình thường nó rất êm các anh thấy không? Còn nếu mà các anh cần mà bật mạnh lên ấy, bật đây, bật lên trên. Nó thổi gió kinh khủng luôn. Đó. Quạt này siêu ngon các anh nhé. Rồi. Tắt đi. Hoặc là bật mát này. Bật gió mát bình thường thôi. Bật chơi chơi vậy. Sướng lắm, con quạt của Nhật chạy sướng lắm ấy. Rồi đấy, nên là cái hàng bãi anh nào mà biết độ chế DIY ấy thì chỉ cực kỳ lợi hại các anh nhé. Đấy, các anh cứ độ chế như em này. Đấy. Off thì tắt xuống, đây là công tắc nguồn, cứ on off là công tắc nguồn. Đây các anh thấy nó có hai on luôn này. Nghĩa là số, đó, bật lên trên là số trên. Số trên chạy to. Đó. Tắt. Tắt số rồi. Anh lên mã cho em nhé. Vâng. Em giới thiệu hôm nay em về thêm một cái lô được mấy chục cây đèn pin này các anh. Hàng của quân đội các anh nhé. Đấy, có bao của quân đội này. Đấy, con này đèn pin, con này đồ cổ rồi các anh ơi. Đấy, rồi em lên mã cho các anh nhé. Đây là đèn pin quân đội, đây hàng cổ các anh nhé. Cái này các anh sưu tầm hoặc trưng bày. Vẫn còn chạy, em bao chạy luôn. Đấy, nhưng mà chủ yếu là nó sưu tầm và trưng bày thôi. 210k trên một cái em bao ship các anh nhé. Em bao ship à. Cái hàng đồ cổ này mà rơi vào đồ cổ thì cũng vào mấy cái tiệm bán đồ cổ ấy, thì giá của nó cũng khá cao đấy các anh ạ. Con này chỗ đầu này là bọc em báo giá rồi các anh nhé, 210k trên một cái em bao ship. Đấy, em bao chạy luôn. Đây. Nó sẽ như này các anh này. Đấy, nó có một bao đây để sát vào thắt lưng này, cái này nó đeo vào thắt lưng của quân đội các anh ạ. Hàng quân đội dày dặn lắm. Rồi. Đây, nhôm dày đây các anh này. Của D&G các anh nhé, quân đội là hàng này hàng Mỹ luôn đấy. D&G này. Các anh cứ search cái thương hiệu D&G này là các anh biết này. Đấy thì cái này nó trước đây nó chạy ba mấy cái cục pin con ó to to này này. Bây giờ các anh cho vào đây nó vẫn chạy luôn. Đấy. Đầu này thì nó bọc cao su. Nó bọc da cao su. Được rồi, em lấy ra một cái để các anh coi nhá. Mở ra như này. Nó dày dặn lắm các anh nhé. Em khẳng định với các anh là nó dày dặn lắm. Hơn bất kể cái đèn pin nào các anh từng cầm ấy. Đấy, cái này làm dùi cui được luôn. Cái này mà trong ví dụ trong chiến đấu là người ta nó lấy cái này nó làm một cái vũ khí luôn. Đây, nút nhấn này. Nút nhấn của nó cũng xịn nữa cơ. Đấy, em về rồi. Cái này nó bọc cao su ấy. Đây, đuôi thì dày. Rồi, các anh lên mã xem. Đây, em lấy ra cho các anh xem này. Nó dày bịch luôn các anh. Bây giờ nó có bóng cái bán cái bóng này bằng led các anh nhé. Các anh cứ mua có bán bằng led luôn thì các anh thay vào đây là các anh dùng đèn led. Nó dày lắm các anh ạ. Đây này. Cái nhôm này của nó phải dày 3 ly. Còn riêng cái đáy này nó phải dày chừng 5 ly các anh nhé. Đấy, cái này nó đồ dùng rồi này, còn có những cái nó mới này luôn. Các anh thích lấy cái mới thì mới, thích lấy cái đầu cổ cổ chày chày này thì các anh lấy. Các anh cứ nói với các bạn, đây em lấy cho các anh thử nhá. Các anh thấy chưa? Nó dày lắm. Nó dày lắm các anh. Rồi. Đấy, anh nào mà ưu tầm, sưu tầm hay là thích cái này thì các anh liên hệ nhá. Rồi. 210k một cái em bao ship. Rồi, tiếp theo em còn mấy con dao này, dao đi rừng em bán nốt cho các anh này. Con dao này rất nhiều anh đã nhắn với em rồi các anh nhé, nó bén cực kỳ luôn. Đấy, đây thì em không có hạ lưỡi, em không có mài.
Cái này người ta cũng hạ lưỡi rồi nhưng mà các anh về có hạ lưỡi theo theo nhu cầu của các anh thì tự các anh mài. Muốn bén hay không bén thì tự các anh mài nhé. Đấy, em không hạ lưỡi đấy. Thì hầu hết là như em đã từng nói đấy, nó là hàng mới chưa sử dụng đấy, nhưng mà nó để lưu kho thành ra là nước nó cũng hơi ẩm, nó hơi sét, về các anh vệ sinh lại đấy. Nó nguyên bao như này thì những cái này còn lại thì một là cá nó hơi bị mẻ này, hoặc là cá nó hư đấy, thì em bán giá thanh lý thôi đấy, 180k một cái, 180k các anh nhé. Cái về các anh sửa lại, anh nào chuyển khoản em bao ship luôn, 180k em bao ship luôn, còn mấy cái em bán nốt đó. Rồi các anh lên mã cho em nhé. Bộ thuyền phao cứu sinh khẩn cấp các anh nhé, thuyền phao cứu sinh khẩn cấp, hàng này hàng quân đội luôn các anh ạ. Cái hàng này nó ở ghế của phi công, nói chung nó là hàng quân đội. Đây các anh có thể đọc này đấy, nó bằng tiếng Anh gì clean cao remove cái gì di rời cái gì đây này. Đấy thì cái này nó là cái phao cứu sinh hay nó gọi là cái thuyền quân đội đấy các anh. Bình thường em bán 1,2 triệu, đây hôm nay còn hai bộ duy nhất à, em sell cho các anh giá 1 triệu luôn. Thì cái này ấy rất thích hợp là ví dụ anh nào hay đi tàu, đi thuyền, đi bè, trong những lúc khẩn cấp ấy thì cái này nó sẽ chứa được khoảng 2 người đến 3 người các anh nhé. Đấy thì các anh khẩn cấp, các anh mở ra, các anh giật mạnh cái này ấy, thì tự cái hơi ở trong này nó xả vào cái phao này, nó bung cái phao lên để nó thành một một cái phao cứu sinh đấy, giữa biển hay là ví dụ như thường cái này ở trên máy bay này, phi công nó nhảy dù ra nó rớt xuống biển thì nó bật cái này lên đấy, nó cứ lênh đênh trên biển không bị chìm thì từ từ là người ta sẽ đến người ta cứu đấy. Này nó gọi là phao cứu sinh các anh nhé. Rồi 1 triệu một cái. Bây giờ em sẽ để cái hình cái phao này ra, em sẽ bật lên để các anh xem rõ nhé. Nó chứa được khoảng từ 2 tới 3 người thôi. Đó. Cái loại lớn kia em bán hết rồi. Cái này nó có cái gì nữa này. Hoặc là các anh có thể thổi bằng hơi nhé. Nhưng mà trong trường hợp khẩn cấp ở ngoài khơi ấy, thì đâu có hơi gì thổi. Người ta sẽ nạp sẵn một cái bình khí như này, giật lên là nó tự nó bơm vào đây. Đấy. Còn về các anh đừng giật cái này nhé. Cái hộp bình nhôm này các anh để cả trăm năm nó không việc gì, nó bằng nhôm. Đấy, anh giật lên là hơi nó bắn vào trong này đấy. Rồi. Đây các anh nhìn đây này. Hơi nó đã nối sẵn vào trong cái phao này rồi. Rồi, em chuyển cái này qua một bên. Rồi. Tháo cái này, mấy cái dây này các anh về mà đấu nối cái gì ngon lắm các anh nhé, dây này dây của Mỹ. Nên Mỹ này dùng sướng lắm, mà thường mấy cái dây Mỹ nó hay mạ bạc lắm các anh, thì dây của Mỹ nó hay mạ bạc, hầu hết trên các cái máy móc của Mỹ là em thấy nó mạ bạc rất nhiều luôn. Này nó có cái công tắc cửa đây này. Nghĩa là mở nắp này ra là nó không chạy. Con biến áp này. Dần ra hết u dầu dầu mỡ này. Nhiều quá.
Rồi các anh nhé, nó đã tháo xong rồi, nhấc cái này ra đây, này để riêng, dầu riêng gì này. Quá trời luôn. Đây, con này. Rồi. Đấy. Đây, em lấy cho các anh xem này. Hai con biến áp. Anh thấy biến áp đẹp không? Biến áp Mỹ, đấy. Đây có hai cái ổ cắm Hubel này. Ổ Hubel canh này. Đây là hai cái ổ Hubel. Rồi, thì bây giờ em sẽ tháo rời mấy cái này ra các anh nhé. Rồi, tiếp theo em lên cho các anh là một combo như này. Em vừa tháo máy kia xong đó các anh. Đấy, thì nó sẽ gồm hai cái như này. Em quay thông số ở đây để các anh xem nhé. Đây, nó là 200. Hai phẩy hai kilowatt. Con này khởi 2,2 kW. Kilowatt cái này 4A này. Con chui nhiệt này 4A. Đấy. Một combo và một cái khởi này nữa này. Đấy. Thì cái này em bán cả cái như vậy là 300k. Nguyên bộ như vậy. Các anh nào chuyển khoản 300k em bao ship luôn. Quá rẻ rồi các anh ơi. Rồi, tiếp theo cái ổ cắm Hubel này 220 ngàn các anh nhé. Thì ổ này như nào? Ổ này thì một ổ là chân chân dẹt đứng này và một ổ chân dẹt ngang. Thì thật ra cái ổ này rất là đặc biệt. Đó. Ổ này các anh sẽ rất khó mua nhé. Cái này các anh cắm chân nào cũng được, chân dẹt ngang thì cắm đây, tường Mỹ và Nhật nó có cái chân dẹt ngang. Còn chân dẹt đứng thì các anh cắm chân dẹt đứng ở đây. Đó. Cái này em có hai chiếc thôi. Anh nào mà mua hai chiếc này mà lắp thì cực kỳ ngon. Không phải lúc nào các anh mua cái ổ này cũng có đâu. Ổ vừa dẹt vừa ngang này hiếm. Rồi, các anh lên mã cho em nhé. Nghĩa là cắm đủ Nhật được, cắm đủ Mỹ được. Đó, mặc dù có những cái đủ Nhật nó cũng có chân ngang này luôn. Đó, 220k một cái. Hàng của Hubel. 15A các anh, con này hơi bị ngon. Rồi, anh lên mã cho em đi. Rồi, tiếp theo em lên cho các anh là hai cái mã công tắc đuôi chuột các anh nhé. Hàng mới 100% chưa sử dụng. Đấy, đây đều là hàng của Nhật hết các anh nhé. Mới, chưa sử dụng luôn. Đây, các anh nhìn các chân nó còn chưa đấu nối gì các anh nhé. Đây là hàng mới bóc trong hộp ra đấy các anh. Đấy, con này 3A này, con này dùng để đảo chiều này, cái này dùng đảo chiều. Thì đây, cái tiêu biểu của nó như này các anh này. Đấy, các anh thấy không? Bật lên đây cũng on, mà bật xuống dưới này, bật về giữa đây là off này. Bật lên đầu này là on này. Đấy, nó sẽ có một cái miếng báo như này. Đấy. À, của Nikkei các anh nhé. Đấy. Đấy, cứ bán các anh cứ một cái này và một cái này. Và một cái này. Đấy, các anh về các anh cho ở đây. Rồi, con này 40k các anh nhé. Tải là 750W, 40k. Con này cũng đồng giá 40k luôn. Con này thì hàng Đài Loan xuất Nhật Bản các anh nhé. Đấy, các anh nhìn này. Đều là hàng nội địa Nhật hết các anh nhé. Cái này, nhưng mà cái này thì nó lại chỉ có hai chân thôi. Một on, một off. Con này thì lại tải cao các anh nhé. Con này tải lên đến 15A lận. Đấy. On off bình thường. Cái này canh đấu ví dụ dây dây lửa này để on off dây lửa. Đấy, on off. Mượt lắm các anh ạ. Đấy. Rồi. Đồng giá là 40.000 một chiếc các anh nhé. Cứ đồng giá 40.000 một chiếc, hàng mới chưa sử dụng vậy. Con này thì tải cao nhá, con này ngon đấy các anh ạ. Nghe cái tiếng bật của nó rồi nhìn các anh nhìn này. Đấy, hơi bị ngon. Mượt lắm, con này thì không không có chống nước các anh nhé. Con này được cái nó tải cao 15A. Hàng Đài Loan xuất Nhật Bản các anh nhé. Made in Taiwan. Đó, hàng Đài Loan xuất Nhật. Con này thì Nhật luôn.
Nikkei này Nhật luôn các anh nhé. Đấy, nhưng con này thì nó để đảo chiều ở giữa này, có một nấc giữa này, nấc lên này, nấc giữa này, nấc xuống này. Đấy, giống như cái đảo chiều của cái biến tần ấy, là em hay lắp cái con này các anh này. Đó. Rồi, các anh lên mã cho em nhé. Tiếp theo em lên cho các anh là cái mã nguồn 12V các anh nhé. 12V 62,5A. Công suất của nó là 750W. Giá em đang bán là 360.000 đồng một chiếc các anh nhé. Em bảo hành 6 tháng. Và trong 6 tháng đấy em bảo hành các anh chạy 24 trên 24 luôn. Con này các anh thích thì các anh cứ cắm 24 trên 24, các anh không cần phải ngắt ra các anh nhé. Nó bản thân nó là nguồn server. Và nguồn server thì thiết kế ra là để chạy hoạt động hiệu suất cao 24 trên 24 luôn. Đấy, con này thương hiệu Huawei các anh này. Đó. Sản xuất ở Trung Quốc, Huawei là một tập đoàn cực kỳ lớn các anh nhé. Đây, nó là dòng 80 Plus Platinum này. Đó. Các anh mở, anh nào mà biết về điện mở nội thất con này ra các anh nhìn choáng luôn. Các anh không thể mua được cái nguồn 12V nào mà tầm 62A, công suất 750W trong cái tầm giá này, nó là vua chất lượng luôn. Em đảm bảo với các anh. Các anh nào đang chạy quảng cáo, đang chạy LED, hay các anh đang chạy cái gì đấy, các anh muốn bền, hiệu suất cao, quất cho em con này. Lấy cho em con này các anh nhé. Đây, thông số đây. Giải điện áp vào cực kỳ rộng, từ 100 đến 240V. Đó. Ra là output 12V DC 62,5A. Đó. Nguồn heo quê các anh nhé. Chân cắm là chân này các anh nhé. Cắm nguồn vào đây. Các anh cắm dây nguồn nồi cơm điện ấy. Các anh cắm vào đây. Đó. Đây là chân này. Màu đỏ là dương, màu đen là âm. Đấy, bên em có đánh dấu số sẵn rồi. Âm dương. Các cầu nối này, các anh chỉ việc đấu ở đây thôi là xong. 360.000 đồng một chiếc. Bên em đã kích hoạt sẵn rồi, các anh cứ cắm điện vào đây là nó chạy. Rồi, các anh lên mã cho em nhé. Đó. Các anh lên mã cho em là mã nguồn 12V, mã 15 các anh nhé. Mã 15. Đấy, hàng về thì nguyên đai nguyên kiện như này. Rồi đấy, bên em về nguyên đai nguyên kiện như này. Em gửi cho các anh cũng y chang như vậy luôn. Bọc chống sốc, túi zin của nó luôn này. Đấy các anh nhé. Em sẽ lên cái quạt này. Thì các anh thấy, đã đây. Con này là đường kính là 20 cm các anh này. Đấy, đường kính lồng cánh đây là 20 cm này. Thì ba con này giống y chang như nhau. Đấy, con này thì nó mới chưa sử dụng. Nó ở trong cái bọc như vậy các anh này. Mới chưa sử dụng. Đấy các anh đây. Nó mới. Đó. Nó mới thôi các anh nhé. Nó hút ẩm thì có thể cánh này nó hơi bụi này, nhưng mà nó là mới. Các anh nhìn vỏ nó mới, chưa sử dụng, nó ở trong bọc như này. Đấy, thì con này là giá là 700k em bao ship các anh nhé. Quạt của Đức. Con này thì chạy phê lắm. Đấy, quạt sò của Đức các anh nhé, chạy điện 220V. Made in Germany, chạy cái tụ 4mm. Đấy, em free ship toàn quốc. 230.000 230W, con này 230W này. Đấy. 700k, anh em bao ship, ship mất 50.000 rồi. Đóng hàng xốp xiếc mất 20 nữa rồi. Đấy, thành ra một con quạt này có 600 mấy thôi, tới tay các anh là chỉ có 600 mấy thôi. Đấy, nhưng mà con này các anh dùng vài năm, 5 7 năm, em khẳng định với các anh luôn. Đấy. Còn cái con này 650k bao ship luôn này. Thì sao, thì con này nó dùng lướt rồi các anh. Thì các anh thấy sắt xiếc này nó xấu hơn này. Đấy. Hoặc như con này nó mới này. Con này nó cũng mới. Đấy, nhưng mà nó lại bị móp một chút. Thì bên em sẽ gò lại cho các anh. Thật ra nó không ảnh hưởng gì đến cánh cả, nhưng vỏ nó bị. Thì em chỉ bán thì em bớt giá đi. 650k bao ship. Con đẹp thì 700k bao ship. Đấy các anh nhé. Đường kính cánh là gang tay là 20 cm này. Đấy. Cái này thì em đã bán rất nhiều rồi. Đợt này nó về khá nhiều cái quạt này. Phải về đến 20-30 con rồi quá. Rồi các anh nhé. Đấy, các anh lên mã cho em này. Quạt IBM này. Đấy.
hàng của Đức. Đó, nó sẽ tài chạy với con tụ 4 UF nhé. Rồi. Rồi các anh lên mã cho em. Nha. Tiếp theo em lên cho các anh là những con biến trở của Nhật các anh nhé. Hàng của Nhật. Tokos Made in Japan. Em đảm bảo các anh không thể mua ở đâu với giá này. Đã biến trở Nhật thì phải nói với các anh là nó quá xịn luôn. Đó. Đây là 1k ôm các anh nhé, 1 kg ôm. Thì cái này các anh có thể chỉnh mịn được này. Đó. Các anh chỉnh biến tần hay các anh chỉnh cái gì đấy thì các anh chỉnh. Biến trở hàng của Nhật 30.000 đồng một cái các anh nhé. Hàng mới nguyên hộp. Cái mặt dưới này inox hay thép này em không rõ nữa. Ở trên đây có 3 chân. Đây nhựa cứng này. Còn cái này thì thật ra điều chỉnh nó mượt lắm, êm du. Hàng của Nhật mà các anh. Mấy cái biến trở mới đổi nhỏ nhỏ này, hàng Nhật thì dùng sướng. 1k ôm 30k một cái. Tiếp theo là hàng này là 10k ôm là 25 ngàn một cái. Thì con này nó nhỏ hơn các anh nhé. Con này nhỏ hơn 3 chân, chưa sử dụng mới nguyên các anh. Thì thật ra đồ Nhật dùng một sướng cái là nó êm, nó mượt. Nó êm, nó mượt đấy. Đấy, nó êm, rất êm mượt. Cái loại nhỏ này thì 25 ngàn một cái này, 10k ôm. Đấy, em có cái loại nhỏ hơn nữa thì 20 ngàn các anh nhé. Cũng 10k Nhật. Nút vặn thì phải nói cực kỳ êm nhưng mà nó nhỏ, nó size nhỏ. Đó, 20 ngàn một cái. Loại nhỏ nhất là 20 ngàn, 10k ôm. Em mới lên cho các anh. Đấy, nó mượt, nhỏ. Size nhỏ, 20 ngàn một cái. Rồi. Rồi, hôm nay em lên cho các anh một lô CB này. Hàng các anh nhìn giá là các anh thấy siêu sale rồi các anh nhé. Đấy, em đảm bảo với các anh không mua được đâu cái giá này. Đảm bảo với các anh luôn. CB khối Mitsu. Em vào việc luôn các anh ạ. CB khối Mitsu 50A các anh nhé. 50A, giá chỉ có 170k thôi. 170 ngàn một con. Đấy, 170 ngàn một con CB của Mitsubishi nhé. 50A chống chập, chống quá tải thôi các anh nhé. Con này không có chống giật. Made in Japan. Đó. Nhìn thấy không? Toàn bộ lô này là Japan hết. 170 ngàn. 50A. Tiếp theo đến 100A các anh này. 100A, 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 100A. Toàn bộ là 100A hết. Đấy, hàng sản xuất tại Nhật hết các anh nhé. Đó. Con CB này lau đi là mới lắm. Em không có vệ sinh đấy các anh ạ. CB Mitsu của Nhật thì các anh cứ yên tâm một điều là cực kỳ chất lượng luôn. Đó, 260 ngàn một con. Đó. Con này là mất tem rồi. Rồi, 260 ngàn một con nhé. Con này xác của nó xác 1 kg đấy các anh. Xác to à. Đó, 260 ngàn một con. Tiếp theo các anh này. 150 A, con này xác hơi bị to luôn. Con này xác gần 2 kg. Đó, 320 ngàn một con. Đó. Em đảm bảo với các anh mua những con xác to này không bao giờ có giá đấy. Giá trị của một con CB khối to này các anh nhé. Mà loại 2 kg này nếu các anh mua mới bây giờ nó phải rơi vào tầm 3 triệu, hơn 3 triệu một con. Đây em bán chưa bằng 1 phần 10. Rẻ hơn tất cả các giá trên thị trường luôn. Thị trường bán con này bèo bèo phải 350. Đây 320 ngàn các anh nhé, 320 ngàn một con. 150A xác 2 kg, xác to đấy, gần 2 kg các anh. Rồi tiếp theo 175A. Con này thì xác siêu to rồi. Con này xác phải 2 cân. 175A. 380 ngàn. 380 ngàn các anh nhé. Made in Japan, 380. Đấy, và hôm nay cụ thể em có một con này thì siêu to rồi. Con này xác suýt soát 6 kg các anh. Xác to gần hơn một gang tay. Đó, con này là 250A. 250A. Giá là 1 triệu mốt các anh nhé. 1 triệu mốt một con này. 250A. 1 triệu mốt một con. Rồi, các anh lên mã cho em nhé. Rồi, tiếp theo em lên cho các anh là một con đồng hồ các anh nhé. Con này đồng hồ của Nhật mới nguyên hộp. Con này của Kai. Hàng sản xuất tại Nhật, con này xịn lắm nhưng mà nó đo Nui A các anh nhé. Đấy, mới nguyên hộp như thế này. Thật ra con đồng hồ này xịn lắm.
Bởi vì sao? Bởi vì cái nút bật của nó là biết nó xịn rồi các anh. Thế nó mới để em tháo cái bọc này ra các anh nhé. Đây nhé các anh nhé. Thì con này nó đo dòng điện là điện DC. Đấy, điện DC các anh này. Đấy, nó đo là đo nui ampere. Đấy. Các anh nhìn này, 1, 2, 10 này. 5, 10, 2, 5 này. Đấy, thì cái độ sai lệch của nó chỉ có 2%. Thì nói chung con đồng hồ này mà đúng và công việc thì nó xịn lắm các anh nhé. Nó là dòng cao cấp cái. Đấy, nó đo được thang 50, thang 100, thang 250, 500, 1000. Sóc này thì được em chả biết là cái gì. Đấy. Cái này anh nào mà vào việc thì các anh lấy nhé. 400 ngàn một cái. Con này nó xịn ở cái như này các. Vỏ viếc nó dày kinh khủng luôn. Như ABS mà ngay cả cái nút bật này là các anh sẽ biết nó là đồ cao cấp này. Này các anh này. Đó. Nó nhảy. Các anh thấy thường các cái công tắc mà bật cái nút vặn mà nó chắc như này mà bật nó nhảy tách tách như này là chỉ trên những cái dòng đồng hồ ngon mới có thôi. Chứ mấy cái đồng hồ bình thường các anh thấy nó sệt 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 sệt, nó chả có tiếng gì đấy. Rồi, anh nào mà đúng vào nhu cầu của các anh thì các anh lấy nhé. Cái này em có 2 chiếc rồi, hôm nay nó về nó rớt công ra được 2 chiếc. Anh nào đúng nhu cầu thì các anh lấy, 400 ngàn một chiếc. Bộ que đo này của nó cũng ngon các anh. Hàng của Nhật thì miễn bàn luôn. 400 ngàn các anh, bình thường các anh mua một bộ que đo này của Nhật đã 200 ngàn rồi nhé. Rồi. Em nghĩ con Nuya này đúng vào anh nào làm điện tử thôi. Hoặc cái phòng thí nghiệm hay các anh thí nghiệm gì điện nhỏ nhỏ. Rồi em xin chuyển sang mã tiếp theo. Rồi, tiếp theo em lên cho các anh là bộ lọc khí tách nước. Thì phải nói con này như thế này. Đợt này nhiều anh hay hỏi về giá quá. Em sẽ báo giá cho các anh. Bộ lọc khí tách dầu tách nước. Hàng của SMC Nhật các anh nhé. 600 ngàn một bộ nguyên như thế này. 600k một bộ. Đấy, thì con này nó giá trị ở cái nào? Thứ nhất, 600 ngàn các anh mua hơi bị rẻ. Các anh cứ thử đi. Mua những chỗ khác cái con mà y chang như này. Thấp nhất phải là 900 ngàn. Đây em nhập được cái lô này là lô của ông anh. Ông ấy bán không được. Ông ấy nhờ bán giúp. Đấy. Thì cái này em coi như em bán em lấy cà phê thôi. Đấy, 600k một bộ các anh nhé. Đấy. Thì con này nó giá trị ở cái này các anh này. Thứ nhất cái van điều áp này của nó là loại to. Nó dài một gang tay này, gần một gang tay này. Van điều áp lớn. Đấy, ngay cả như cái núm vặn này các anh thấy nó đã giá trị. Đấy, cái thứ hai là các cốc lọc của nó hơi bị to. Cái cốc lọc ở trong này nó còn trắng muốt các anh này. Đấy. Vỏ nhôm toàn bộ luôn. Nhôm. Đấy các anh. Đây inox này. Thì thật ra một bộ này các anh mua mới nó đắt tiền lắm. Em bán cho các anh 600k các anh nhé. 600k một bộ y chang như thế này. Các anh về các anh chỉ cần lắp cái đồng hồ hiển thị áp vào đây này. Ren là ren 13 các anh nhé. Đây. Thường các anh thấy nó có một cái đồng hồ hiển thị áp ở đây. Để các anh siết lực bao nhiêu. Ví dụ khí cấp vào ấy là 10 kg. Thì qua cái van này các anh vặn cái này các anh muốn chỉnh ra bao nhiêu ký thì các anh chỉnh. Vào 10 kg các anh muốn ra đây 4 kg thì các anh vặn cái này các anh siết lại cho nó hiện đúng 4 kg. Rồi, đó. Xong các anh nhé. Rồi. Bộ này quá rẻ, anh nào không mua sau này hơi tiếc này. Anh nào mà nhà dùng máy nén khí thì các anh nên mua. Có 600k là giá rẻ lắm. 600k một bộ như này. Em chỉ có 12 bộ thôi. Rồi. Vâng. Tiếp theo em lên cho các anh là cái cầu đấu nối kim đen hàng của Nhật các anh nhé. Mới, chưa sử dụng luôn các anh. Con này thì hàng siêu VIP. Đó, rồi. Cầu 3 chân của Nhật các anh nhé. 90 ampe, 90 ngàn một cái. Hàng mới nguyên bọc. Con này hàng VIP các anh ạ. Anh nào mà đấu nối biến áp cách ly thì các anh lấy con này nhé. Đây, các anh có thể nhìn thấy này. Kim đen Tokyo Japan. Đấy, con này chịu tải là 90 ampe các anh nhé. Đi dây tối đa được dây 22mm. Cái này các anh mà đấu biến áp cách ly thì có những con biến áp cách ly nào mà nó bị vỡ cầu các anh. Các anh lấy ngay con này cho em. Con này quá rẻ luôn các anh nhé.
Con này các anh mua mà giá hãng phải tầm 200 ngàn đến 250 ngàn một chiếc. Đây em đang bán 90 ngàn một cái. Em chỉ có nhiêu đây thôi, một chục cái à. Rồi các anh lên mã cho em nhé. Con cầu này hơi bị đẹp. Mỗi loại cầu nó phục vụ một mục đích khác nhau các anh nhé. Con này thì lắp với biến áp cách ly hợp hơn. Con này thì để đấu nối điện này. Đấy, mỗi loại nó có một cái hay. Cái này thì nó đắt, nhưng mà nó phục vụ đúng vào công việc. Cái này các anh mà mang ra đấu điện ấy, thì mà đấu con này ấy, thì phải lắp vào tủ cơ. Đó. Mỗi loại có một cái hay. Rồi các anh lên mã cho em nhé. Vâng. Tiếp theo em lên cho các anh là một cái thùng biến áp EI các anh ạ. Đó thì con này nó là thùng toàn bộ bằng nhôm của anh. Hàng của Mỹ, Made in USA. Nó thùng này thì chuyên để biến áp EI bởi vì nó cao các anh. Nó cao tới 17,5 cm. Cái này nó cao 17,5 cm này. Còn mấy con biến áp EI của các anh khoảng 15 cm. 15 16 là cùng. Đó. Thì con này chiều dày của nó là 17,5 cm này. Chiều ngang này là 43,5 cm này. Chiều sâu là 44,5 cm. Đấy, con này là thành vách này là nhôm 3 ly các anh. Đấy, nhôm 3 ly. Riêng cái đế là hai lớp nhôm 3 ly. Riêng cái đế này các anh. Còn ở trong này thì nó rỗng hết. Đấy, cái mặt sau này các anh nhé. Riêng cái mặt sau này nó chỉ là một tấm nhôm vuông này. Nó bắt bốn con ốc này, bốn góc. Thì một là các anh bỏ đi, các anh thay bằng một miếng nhôm khác, hoặc là các anh sẽ thay bằng tấm mica ở đây. Đấy, xong các anh có phay ổ điện hay cái gì ở đây thì các anh phay, anh gắn quạt gắn kiếc gì đấy. Còn chủ yếu là các mặt mặt này nó liền lạc hết, hông này là nó tản nhiệt này, mặt trước này thì liền lạc hết rồi. Mặt trước này thì y chang như một con âm ly hay con gì đấy mà vip vip với các anh. Thì một là các anh để nguyên cái này, theo em để nguyên cái này. Đây là có các cái đèn báo này, thì về tự các anh đấu nối nguồn này, output này đấy hay cái gì đấy, tempo đấy. Hàng hàng của Mỹ các anh nhé, con này hàng của Mỹ đấy, cũng 700 ngàn luôn bằng nhôm. Nay em lên cho các anh hai loại. Thì con này các anh DIY thì quá đẹp luôn. Cái này cái sơn đen này, mấy vết trầy này các anh về phun lại cái sơn đen, cái này, mua chai sơn đen ấy. Xịt phát là mới keng luôn. Đấy, hoặc cái này các anh thích thì các anh làm. Đấy, thì con này được cái mặt tiền này nó hoàn hảo luôn các anh. Không có một vết gì, chỉ có cái đèn này thì các anh đấu đèn vào đây. Power là nguồn, output là ra thì quá đẹp luôn. Đó. Nhôm toàn tập các anh nhé. Đấy, các anh đọc rõ thông số cho em nhé. 700 ngàn một cái. Đấy. Mặt sau của nó đây. Mặt sau này thì coi như các anh bỏ đi, các anh phay bằng tấm mica dày ấy, là xong, đẹp cực kỳ. Thay vì các anh phải mua 3 4 triệu một cái thùng bằng nhôm thì cái này các anh mua vừa rộng rãi này. Cái này phải các anh phải để được hai con biến áp đấu ghép nối tiếp hoặc song song các anh nhé. Đó. Hai con biến áp to luôn đấy. Đây có 700 ngàn này. Như một cái âm ly luôn. Đó, các anh để lên cái dàn âm ly của các anh thì dàn âm thanh lại càng đẹp. Rồi, các anh lên mã cho em nhé. Tiếp theo em lên cho các anh là lô quạt sàn này. Lô quạt sàn các anh ơi. Quạt sàn các anh nhé. Em vào con hai con nhỏ ở trước đi. Hai con này là mã số 2 các anh nhé. Con này nó gắn được ống gió, cái ống gió tròn tròn dài ở đây này. Đấy, để nó cấp xuống hầm hoặc là xuống đâu đấy. Đấy, con này là 1 triệu 3 các anh nhé. Đường kính cánh là 200. Cái motor của nó to suốt từ đây tới đây các anh này. 200, chiều dài này là ba mươi mấy cm. Là các anh biết cái củ motor của nó nhìn nó hầm hố lắm. Nhìn nó như cái quả tên lửa vậy đấy các anh. Thì cái này nó như kiểu là cái đầu hỏa tiễn vậy đó. Toàn bộ các tay nắm này bằng nhôm đúc hết. Đó. Công tắc on off nằm dưới này các anh này. Đó, nói chung là con hàng này thì nó là hàng VIP rồi, vỏ thép các anh nhé. Con này là hàng của Chutco đó, hàng của Nhật, made in Japan luôn đó. Thì con này vỏ viết nó chắc chắn lắm, thì về nó có một số vết móm móp nho nhỏ các anh nhé, nói chung là không đáng kể. Đấy, thì về đây con này chạy điện 100V nữa anh nhé. Các anh mà cần chuyển lên thì em cho các anh cái mạch.
Con này em đang bán là 1 triệu 300 ngàn đồng một chiếc này, chưa bao gồm phí ship. Thì con này nó chạy, các anh nào mà để ở sàn thì nó chạy rất mát nhé. Nhưng mà nó có tiếng gió, bởi vì nó chạy tốc cao mà. Đó, mã này của em là mã số 2. Tiếp theo em sang cái mã này nó to hơn. Là con này là 1 triệu tư các anh nhé, mã số 3. Con này thì của Sweden. Đó, Sweden các anh ạ. Con này thì hàng của Sweden. Cái motor của nó như các anh nhìn nó khủng khiếp lắm. Con này đường kính cánh của nó là nhiêu đây? 25 các anh ạ. Con này đường kính cánh của nó là 25 cm các anh nhé. Hàng của Nhật. Nặng lắm, nó nặng tầm 10 kg đấy các anh. Nó nặng tầm 10 kg nhé. Con này đẹp long lanh luôn. Rồi, anh lên mã cho em này. Con này là mã số 3 này. Đường kính cánh là phi 250 các anh nhé. Là 25 cm. Con này thì 1 triệu 4. Con này và con này bằng nhau 1 triệu 4 các anh nhé, bằng nhau 1 triệu 4 hết. Con chất cô này thì nó màu ghi, con đấy thì nó màu trắng sữa. Đấy, chất cu cô Pro Tool. Đó. Vỏ thép dày, thành ra là nó cứng lắm. Đây các anh nhé, đấy. Trên thân nó sẽ bị chảy tem một ít này, hoặc là nó bị mấy cái móp nhỏ nhỏ này. Nhưng mà chạy thì bá cháy lắm. Bây giờ em chỉ chạy thử một con cho các anh xem thôi. Nhé. Rồi, tiếp theo em lên cho các anh các cái mã cốt này. Các cái mã đầu cốt các anh nhé. Đấy. Cốt trẻ này, dây 5.5 lỗ 6.0. Mã 14 nhá, cứ 2.000 đồng một chiếc này, cốt Nhật. Đó, ngoài này thì nó bọc gọi là nó bọc để em cho sát cái đèn vào đây. Nó bọc nhựa vậy, nó bọc nhựa hết đây, bọc nhựa. Đấy. Cốt thì cốt đồng hết, đồng mạ chì. Nó mạ cái thiếc hàn đấy cái. Thiếc hàn á thì thành ra là bao nhiêu năm không bao giờ nó bị phai màu hết. Đấy. Các anh lên mã cho em nhá. Cốt thẻ này, cốt trẻ, nó trẻ ra là vậy này, gọi là cốt trẻ. 2.000 một chiếc, mã 14. Cái dây này là dây 5.0 này. Đấy, dây 5.5 luôn. Cái lỗ này là lỗ 6.0. Thì cái này nó để đi những cái hơi to to. 2k một chiếc. Cái này cốt đỏ chuyên để cắm vào mấy cái chân tụ hay chân quạt. Nói chung là chốt cắm. Đấy, đây là chốt cái này, chốt đực. Đấy, cốt đỏ. Dây này dây 1.25 các anh. 1.25. 1.5 luôn đấy chứ. Dây này đi 1.5 đến 2 chấm luôn. 75k. Cứ 50 cái là 75k. Đây em còn vài cái. Còn mấy cốt to to này em sót vài cái. Rồi. Tiếp theo đến cốt tròn này, 50k trên 75 cái. Dây 5.5 lỗ 3.0 các anh nhé. Dây 5.5. Cái này nó tải được dây to này. Lỗ 3.0. Dây này dây 5.5. Lỗ này lỗ 3.0. Cái này anh cần về thì các anh có thể khoan rộng ra. Đấy, còn đây của nó thì chỉ lỗ nhỏ thôi. Đó. Ngoài ra em có cái cốt trẻ này nữa này. Nhỏ. Phi 6.0. Cái này là dây 1.25 nhưng mà lỗ lại lỗ 6.0. Lỗ to. Đi thì đi dây nhỏ nhưng lỗ thì lỗ to. Thì nó phục vụ vào những cái mục đích đặc biệt nào đấy. Đấy, cốt tròn này 3k một cái này. Dây 5.5 lỗ 14 luôn các anh nhé. Dây 5.5. Đi thì đi được dây 5.5 nhưng lỗ thì lỗ 14 luôn. Cho những cái CP to đấy. Rồi. Cái này cũng vậy. 2k một cái. Chủ yếu là cái cốt này cây này. Cốt này cây dùng nhiều này. Rồi, phải lên mã cho em nhé. Vâng. Đấy. Các anh thấy em lấy ra cho các anh xem này. Con quạt này nó to các anh nhé. Đường kính này nó nửa mét luôn đấy. 50 cm. Đấy, chiều dày của nó là 12 cm anh này. Nó to về chiều ngang nhưng nó dẹt các anh nhé. Đấy. Cái motor nó âm ở trong. Đấy, cái củ motor nó âm ở trong.
Đấy các anh thấy hàng mới 100% nó phải khác, mới nguyên hộp. Con này nó mới nguyên hộp. Rồi, đây các anh nhìn nhá. Đây thông số của nó đây, Panasonic này, quạt Pana. Nói chung là con này nó đẹp quá đấy, em lấy về em cho ai mà có nhu cầu thôi, chứ con này thật ra nó cũng không thông dụng lắm. Đây, các anh nhìn nhá. Nhưng mà nó thì cực kỳ đẳng cấp. Đấy các anh thấy. Hàng mới 100% trong thùng đấy, các anh thấy em mở hộp đấy. Rồi, tiếp theo em lên cho các anh là một cặp khởi động từ ABB các anh nhé. Đấy, cuộn coil là 24V, con này 25A, 260.000 một cái, giá quá tốt luôn các anh. Rồi, đây. Đây các anh này. 24V, 25A, con này sản xuất ở Bulgari. Bulgari các anh nhé. Đấy, contactor này. Đó. Rồi. Là đây, em có sẽ thử ra một con cho các anh xem rồi. Thì ABB là một thương hiệu mà em cực kỳ tin tưởng đấy. Thường tất cả các đồ của ABB ấy, dùng sướng lắm các anh. Thứ nhất là các tiếp điểm nó bạc dày. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái CB, cái mọi cái của ABB ấy, lúc nào xác nó cũng to. Nó nặng hơn các cái khác. Đấy. Bất kể cái gì luôn, từ khởi này, từ CB này, từ tất cả các thiết bị nó đều nặng hơn các hãng khác anh. Thì các anh biết đấy, đồng thời nặng hơn thì chi phí nó sẽ phải nhiều hơn, nhiều bạc, nhiều đồng, đấy, các thứ hơn. Thành ra là ABB là dùng tốt lắm, 260.000 một con. Đó.